Phenylformate HCOO C6 H5. Số mol nó, bây giờ mình phải đi tìm số mol. Đây số mol 12,2 chia phân tử khối H là 1, CO là 12 cộng với lại 16 nhân 2 là 44, C6 H5 là 12 nhân 6 cộng với 5 là 1 nhân 5, số mol bằng 0,1. Được chưa? Đây là ban đầu. Tác dụng với cao H, số mol cao H là 2 nhân với 0,15 thì bằng 0,3. Thì viết phương trình ra nhé em nhé, viết phương trình ra nhé, thì ta sẽ có thu được là gì? HCOOK cộng với C6H5OK cộng với lại H2O. Được không ạ? Được không ạ? Phản ứng ta có phản ứng cân bằng công trình này, anh này là 2 nên phản ứng này, mặc dù vậy nhé, mình vẫn thấy rằng là cao H dư do sử dụng thủ thuật 0,1 chia cho 1 thì bằng 0,1, 0,3 chia 2 bằng 0,15, ta vẫn thấy 0,15 lớn hơn 0,1 nên suy ra ester chúng ta vẫn hết, ester là hết, phản ứng hết. Nhân chéo 0,1 nhân 2 chia 1 thì bằng 0,2. HCOK là 0,1, C6H5OK là 0,1. Vậy sau phản ứng ester ban đầu 0,1, phản ứng hết 0,1 hết. KH 0,3 phản ứng hết 0,2 là 0,1. HCOK là 0 thì sau phản ứng là 0,1. C6H5OK là 0 sau phản ứng là 0,1. Vậy ta sẽ có khối lượng của chất rắn sau phản ứng cố cạn đấy thì chính bằng khối lượng của HCOOK cộng khối lượng của C6H5OK cộng khối lượng của KOH dư. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy kết quả chúng ta nó sẽ chính bằng 0,1 nhân với phân tử khối của HCOK, H là 1, CO là 44, K là 39, đúng không? Cộng với khối lượng của C6H5OK là 0,1 nhân với phân tử khối là gì ạ? 12 nhân 6, thôi thì bấm máy tính nhá. Bấm máy tính đi. Ghi lâu lắm mà thôi, có nhiều bạn mất gốc cứ ghi đi một lần thôi. 12 nhân 6 cộng với 5, O là 16 nha, K là 39 nha, cộng KH dư là 0,1 nhân phân tử khối cao là 56. Đúng không ạ? Kết quả bằng là được 10 chất ăn. Bấm, sau này thì bấm máy tính rồi. 0,1 nhân với mở ngoặc đơn 45 cộng 39 cộng với 0,1 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 6 cộng 5 cộng 16 cộng 39 cộng 0,1 nhân 56 bằng 27,2 gam. Được không ạ? 27,2 gam. Vậy các bạn thấy hay không? Các bạn thấy hay chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án A các em nhé.